Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 2, đội 2 đã xác minh lập rõ được tài xế điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đồng thời, đơn vị đã mời nam tài xế này lên trụ sở để lập biên bản xử phạt. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc, vào hồi 19 giờ 36 phút ngày 25 tháng 8, có một xe ô tô con màu trắng không rõ biển kiểm soát đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đội 2 đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an xã Nghĩa Trụ, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và công ty cổ phần Vinhomes xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh, cảnh sát xác định ô tô đi ngược chiều đường mang biển kiểm soát 89A080XX do anh LCM sinh năm 1975 trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Tại cơ quan công an, anh Mở cho biết do đi nhầm đường nên anh lái xe vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km 8, sau đó đi ngược chiều khoảng 1 km thì quay đầu lại đi đúng chiều đường và điều khiển xe rời khỏi cao tốc theo hướng về huyện Văn Giang, Hưng Yên. Đội 2 đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với anh LCM lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc. Theo Nghị định 100/2019, với lỗi này, tài xế Mở bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng tại điểm A khoản 8 điều 5, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng, điểm D khoản 11 điều 5. Tại điều 260, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây tử vong hoặc thiệt hại cho người khác về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên bị cơ quan chức năng truy tố theo khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể sẽ bị phạt tù từ 1 đến 15 năm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với ông VAT sinh năm 1977, trú tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh, ông DVQ sinh năm 1978, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Quyết định xử phạt nêu rõ, ông VAT điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37A-862XX lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, kết quả kiểm tra 0,434mg trên 1 lít khí thở. Ông DVQ điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37K-240XX lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, kết quả kiểm tra 0,773mg trên 1 lít khí thở. Theo đó, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt tiền với mức phạt là 35 triệu đồng quy định tại điểm A khoản 10 điều 5, Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, khoản 4 điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020. Đồng thời, ông VAT và ông DVQ đều bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Bộ Công an đề xuất xử phạt từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất lắp ráp phương tiện đường bộ. Tại dự thảo nghị định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cơ quan soạn thảo đề xuất một số hành vi vi phạm bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Điều 30 của dự thảo nêu rõ chế tài xử phạt hành chính vi phạm sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sản xuất, bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép như sau. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 đến 24 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Phạt tiền từ 30 đến 35 triệu đồng đối với cá nhân, từ 60 đến 70 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện vi phạm
ở trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép. Đồng thời, các cá nhân tổ chức thực hiện hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số bất lợi, hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính. Ngoài những hành vi trên, dự thảo nghị định còn quy định mức phạt tiền từ 70 đến 75 triệu đồng đối với cá nhân, từ 140 đến 150 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô khi thực hiện hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 5 điều 33 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 5 điều 33 nghị định này. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với cá nhân, từ 12 đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: tự ý thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy động cơ, hệ thống phanh, hệ thống truyền động, truyền lực, hệ thống chuyển động hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế trong hồ sơ đã nộp cho cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tự ý thay đổi tính năng sử dụng của xe hoặc tự ý lắp đặt thêm cơ cấu nâng hạ thùng xe, nâng hạ container trên xe kể cả rơ móc và semi rơ móc, cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách, đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, kể cả rơ móc và semi rơ móc tham gia giao thông. Đưa xe ô tô, kinh doanh vận tải hành khách, lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm hoặc có kích thước, khoang, chở, hành lý, hầm xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 có hiệu lực. Trong đó quy định về các trường hợp được chở 3 trên xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 có sự thay đổi so với trước. Cụ thể, tại khoản 1 điều 33 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ số 36/2024/QH15 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở 1 người trừ 4 trường hợp sau thì được chở tối đa 2 người: chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bổ sung thêm trường hợp được chở tối đa 2 người, tức trên xe có tổng cộng 3 người là chở người già yếu hoặc người khuyết tật. Như vậy, theo quy định mới, thay đổi độ tuổi trẻ em được ngồi trên xe gắn máy khi chở thêm tối đa 2 người xuống 12 tuổi, đồng thời bổ sung thêm trường hợp người già yếu hoặc người khuyết tật. Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định người lái xe, người được chở trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách, đồng thời không được thực hiện các hành vi sau: đi xe dàn hàng ngang, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, buông cả hai tay, đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh, đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh. Luật Đường bộ 2024 được kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024, trong đó quy định mới với dịch vụ cho thuê xe tự lái từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo điều 78, luật điểm mới về dịch vụ cho thuê xe tự lái từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người dân cần nắm rõ, Đường bộ 2024 thì dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được quy định như sau: dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm dịch vụ cho thuê phương tiện để tự lái và việc tổ chức cá nhân cho thuê xe ô tô chở người dưới 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh để người thuê xe tự điều khiển phương tiện. Dịch vụ cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải nội bộ là việc tổ chức cá nhân cho thuê xe ô tô không bao gồm thuê người lái xe để bên thuê xe tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc vận tải nội bộ. Đơn vị kinh doanh cho thuê phương tiện để tự lái phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: chỉ được cho thuê phương tiện khi người thuê có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.
không được bố trí lái xe cho người thuê phương tiện. Phải ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê kèm theo bản photo, giấy phép lái xe của người thuê. Người thuê phương tiện để tự lái không được sử dụng phương tiện đi thuê để vận tải hành khách, hàng hóa có thu tiền. Đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. Được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam theo tỷ lệ vốn góp, theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật có liên quan. Phải ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện không kèm người lái với bên thuê. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới, lực lượng chức năng được quyền bắn hạ flycam không cần cảnh báo. Quốc hội đã chính thức thông qua luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, trừ quy định tại Điều 17, Điều 32 và khoản 1, Điều 49 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, trong đó bổ sung thêm quy định được nổ súng bắn hạ flycam. Theo đó, khoản 2, Điều 23 quy định người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng và đối tượng không cần cảnh báo trong trường hợp như ngăn chặn vô hiệu hóa phương tiện không người lái, trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm nơi cấm, khu vực bảo vệ, mục tiêu bảo vệ. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, bạo loạn giết người, bắt cóc con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội đó. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác. Người thi hành nhiệm vụ độc lập cũng được phép nổ súng nhưng phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng nếu rơi vào các trường hợp như đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác tấn công hoặc chống trả hoặc gây rối trật tự công cộng đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. Người đang bị truy nã, bị bắt, bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đang chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. So với hiện hành tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và Công cụ hỗ trợ 2017, thì luật mới đã bổ sung thêm trường hợp lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ được nổ súng quân dụng và thiết bị không người lái trong trường hợp phương tiện bay không người lái này trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm nơi cấm, khu vực bảo vệ, mục tiêu bảo vệ. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.